Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 12 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần thứ nhất, đó chính là xét cái tính đơn điệu của hàm số, nghĩa là chúng ta đi xét về tính đồng biến và nghịch biến đúng không nào. Và một phần nữa chúng ta đã biết đó chính là nắm về khái niệm cực trị. Khi nào mà nó xảy ra cực đại, là khi fx0 sẽ lớn hơn fx thì nó sẽ xảy ra là cực đại đúng không nào. Còn khi mà fx0 nhỏ hơn fx, nghĩa là anh chị xảy ra là cực tiểu đó. Còn ở trên các cái đồ thị này, thầy đã chỉ cách để xác định điểm điểm, đây là điểm cực tiểu này, đây là giá trị cực tiểu này, điểm cực đại, giá trị cực đại này, điểm cực tiểu, giá trị cực tiểu này. Ok, trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em gọi là cái clip cuối cùng của phần lý thuyết của cái bài 1 này, tại vì bài này khá là dài nha. Đó chính là tìm cực trị hàm số. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm nhìn tại cái hoạt động 3. Cái đồ thị của hàm số y bằng x bình phương khi x nhỏ hơn bằng 1 và 2 trừ x khi x lớn hơn 1 cho ở cái hình 9 này. Được chưa nào? Như vậy người ta yêu cầu các em là tìm điểm cực đại và điểm cực tiểu hàm số. Nhìn ở đây thì chúng ta thấy thằng này này. Đây. Thằng này đã chính là điểm. Khi người ta yêu cầu các em tìm là điểm thì nghĩa là người ta đi tìm x không. Điểm cực đại nghĩa là x bằng bao nhiêu và điểm cực tiểu là x bằng bao nhiêu. Thì thằng này ngay chỗ đây, vị trí này nghĩa là x bằng 0. X bằng 0 đây chính là gì? Câu A này. X chỗ đây là x cực gì? X cực tiểu là bằng 0. Còn x cực đại là chỗ đây. Thì nó giống như đây, đó chính là bằng mấy? Bằng 1. Đúng không? Câu B. Tại x bằng 1, hàm số có đạo hàm không? Ở đây người ta thấy mà như vậy thì tại x bằng 1 này thì hàm số là không có đạo hàm. Không có đạo hàm tại x bằng 1, được không? Thay mọi dấu chấm hỏi bằng ký hiệu cộng trừ thích hợp để hoàn thành bảng biến thiên dưới đây. Nhận xét về dấu y phẩy khi x qua điểm cực đại, điểm qua điểm cực tiểu. Như thầy nói xíu này. Khi mà chúng ta phải nhớ như thầy chỗ này để chúng ta trong cái phần trước thầy đã nói rồi, khi mà qua cái điểm mà không xác định hoặc là không tồn tại hoặc là quan nghiệm kép thì không đổi dấu, nó chỉ đổi dấu qua các cái nghiệm phân biệt thôi. Chứ còn qua những cái điểm mà không xác định này, không tồn tại này, hoặc là qua cái nghiệm kép thì dấu của nó sẽ không đổi. Âm thì qua cái thằng đấy cũng là âm, dương thì qua cái thằng đấy cũng sẽ là dương. Cái hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, bây giờ chúng ta nhìn này. Ở đây là 1, đúng không? Ở đây là 1 cho tới dương vô cùng, cái nhìn cái đỏ này. 1 tới dương vô cùng thì nó sẽ tương ứng là ở cái thằng này. 1 cho tới dương vô cùng nghĩa là x lớn hơn 1. Có đúng không? X lớn hơn 1 thì chúng ta thấy đây là 2 trừ x. 2 trừ x nghĩa là ở đây là ngay chỗ đây là trừ 1. Hệ số A chúng ta là bằng âm 1 là nhỏ hơn 0. Có đúng không? Hệ số A chúng ta là trừ 1 là nhỏ hơn 0. Mà nhỏ hơn 0 thì cái dấu chỗ đây nó phải là dấu gì? Nó sẽ là dấu trừ. Nó là dấu trừ thì qua số 1 này nó không có đạo hàm. Nghĩa là người ta gạch như này gọi là không xác định. Thì khi đó dấu này còn có đổi dấu là ở đây là âm thì thằng này dương không? Không. Mà ở đây âm thì thằng này cũng sẽ là âm. Cái hiểu không? Thằng này cũng sẽ là âm. Hiểu không ta? Từ từ nè. Ở đây là âm. Cái chỗ này là 1 là không có đạo hàm ở đây đúng không? Do nó hơi mờ. Đây là 2 gạch đúng không nè. Ở đây là âm. Nếu mà dấu đây, ngay đây phải là dương chứ. Đúng không? Cái điểm mà không xác định mà không tồn tại và nghiệm kép thì không đổi dấu. Nhưng ở đây không có đạo hàm thì dấu này là âm thì thằng này là vẫn là dương em nha. Và thằng này đổi dấu là âm này. Âm thì xuống này, lên này, xuống này, đúng chưa? Đó. Được chưa? Cái chỗ đây là âm vô cùng thì chỗ đây dương vô cùng, tại sao thì chúng ta đi tính giới hạn này. Còn chỗ đây là dương vô cùng, chỗ đây âm vô cùng thì chúng ta đi tính giới hạn này. Được chưa? Giới hạn lim. Đây nghe.
Đây là dương em nhé. Em nhớ là nghiệm két này không xác định, ví dụ như là x khác ví dụ cái hàm phân thức á, dù x khác bao nhiêu ấy, thì chỗ đây nó không xác định, không tồn tại thì nó sẽ không đổi dấu nha. Không, nhưng bạn nghe chỗ đây sẽ là cực gì, cực tiểu này sẽ đổi dấu từ âm sang dương này, còn nếu mà cực đại thì từ dương sang âm, hay nói cách khác là đây là f phẩy, f phẩy là nhỏ hơn không, đây là lớn hơn không và đây nhỏ hơn không này. Trong clip trước thầy đã nói chỗ này rồi này, đó rồi, ok rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nha. Phần tiếp theo ta ghi lại phần này. Cho hàm số này, nếu f phẩy x0 nhỏ hơn 0 với mỗi x nó thuộc là a x0 rồi thì nó sẽ có gì, cực tiểu này. Đó. Tại vì ở trong clip trước thì thầy đã vẽ cho em cái này rồi này, đây thầy vẫn giữ tờ giấy lại này, cực tiểu này em nhìn này, nhỏ hơn 0 này, ảnh xuống ảnh lên này, chúng ta vẽ hình này dễ học dễ thuộc không này. Cái này nếu mà cực tiểu thì f phải x nhỏ hơn không, anh đổi dấu từ âm sang dương, còn nếu cực đại là từ dương sang âm, nhớ là như vậy. Nếu mà cực tiểu á thì đổi dấu là từ âm sang dương, còn nếu mà cực đại thì nó sẽ là từ dương sang âm. Hình ảnh cực tiểu là đây và hình cực đại là đây, đó rất là dễ luôn. Cho ngoài học mà chúng ta không hình dung được thì thầy nói em học không bao giờ thuộc và không bao giờ hiểu và không bao giờ làm mình được bài tập được nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Ở ví dụ 5, người ta yêu cầu các em tìm cực trị hàm số này. Để làm hàm đa thức thì tập xác định của nó là d bằng r, ta tính đạo hàm cho đạo hàm bằng 0, có hai giá trị ở đây. Thì khi nó là tập xác định d bằng r nghĩa là nó từ dương âm vô cùng tới dương vô cùng á, đúng không? Nên là nó có thằng này, khi đó ta tính giới hạn của thằng này thì ra được ở đây, ở đây. Không phải lúc nào cái giới hạn của nó cũng phải là bằng âm vô cùng hay dương vô cùng em nha, tùy hàm số em nha. Đó, tùy hàm số đấy. À, như vậy thì khi đó chúng ta xét dấu này, ngoài cùng trong trái, ngoài cùng trong trái, như vậy thì ở đây số 6 là dương thì đây là ngoài cùng này là dương này, đổi dấu này nó qua những cái nghiệm phân biệt này, đổi dấu này âm rồi nó dương, lên xuống lên thì thằng này sẽ là cực gì, đây sẽ là cực đại này và đây chính là cực tiểu này. Dương sang âm, dương sang âm sẽ là cực đại, còn âm sang dương chỉ là cực tiểu, được không? Còn hai cái số 14 và âm 111 này biết tại sao ở đâu có, nghĩa là ở đây chúng ta chỉ cần phải tính giùm thầy f của âm 1. F âm 1 thì chúng ta thế vào chỗ này này, thế vào chỗ đây này, chỗ nào có x, nghĩa là ở đây chúng ta ra được có 2 nhân âm 1 mũ 3 này. Ở đây chúng ta tính ngoài nháp á, 9 nhân ở đây cho gì, âm 1 mũ 2 này, trừ 24 nhân âm 1 này, cộng ở đây cho 1 thì kết quả ở đây sẽ bằng là 14 này. Không tin ta bấm coi. Còn ở đây tại sao ra được âm 11 thì chúng ta tính ở đây là f của 4. Chúng ta thế ở chỗ đây này. Đó, thế ở chỗ đây này. Là ra. Đấy. Hai mấy vị trí này chúng ta biết rồi đúng không? Rồi tiếp tục nha. Ta đi sang nhận xét. Từ kết quả trên chúng ta sẽ có các bước này. Bước 1 tìm tập xác định này. Tính đạo hàm f' tìm các điểm x thuộc d mà tại đó đạo hàm x' bằng 0 hoặc là đạo hàm không tồn tại. Bước 3 lập bảng biến thiên. Bước 4 từ bảng biến thiên. Nó giống như các cái bước của nó gần như giống y xì của mà chúng ta xét cái tính đơn điệu hàm số. Chả khác gì cả. Đó nè, nó liên quan với nhau hết. Ví dụ 6 này, tìm cực trị hàm số này. Mấy bài này quá dễ anh em nè ha. Ra được cái này. Đây là nghiệm kép nè, nghiệm kép nè. Đây là nghiệm kép không đổi dấu nè. Nghiệm kép không đổi dấu. Đấy, ta thấy chưa? Nhưng mà đây dương thì thằng này dương thì qua nghiệm kép này không đổi dấu. Chứ không phải đây dương hay đây quốc đây âm là sai. Nhưng mà thằng này nó sẽ gì? Đồng biến hết và thằng này chỉ có vậy hàm số không có cực trị này. Đồng biến hết. Anh lên một đường thẳng. Hiểu chưa? Nó không đổi dấu hết chưa? Qua nghiệm kép. Chú ý ta ghi thầy phần này vô.
Nếu f phẩy x0 bằng 0 và f phẩy x0 đổi dấu khi x qua điểm x0 thì hàm số không có cực trị. Rất quan trọng nha. Nếu f phẩy x0 đổi dấu trên khoảng k thì fx không có cực trị trên khoảng đó. Được chưa? Nhớ không, không đổi dấu thì nhớ cứ không đổi dấu thì nó sẽ không có cực trị. Chúng ta sẽ đi giải quyết giùm thầy hai phần này nữa là xong. Thứ nhất là phần thực hành 5 và thứ hai đó chính là cái phần vận dụng 2. Đây sang phần tìm cực trị hàm số này. Ở đây là nếu mà tập xác định nó là x, ở đây là khác a1 đúng không? Tại vì chúng ta cho thằng này khác khác không. Như vậy d chúng ta sẽ bằng r trừ đi cho gì? A1. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tính đạo hàm. Ta đi tính đạo hàm g'x. Đây có dạng là u chia v này, đạo hàm. Các em còn nhớ công thức này không? U chia v đạo hàm thì nó ra được là u phẩy v trừ cho u v phẩy và trên ở đây cho v bình phương. Có phải không? Như vậy ở đây chúng ta có là x bình cộng x cộng 4 đạo hàm nhân ở đây cho x cộng 1 trừ ở đây cho x bình cộng x cộng 4 nhân cho x cộng 1 đạo hàm chia x cộng 1 bình phương. Ok. Như vậy đạo hàm thằng này thì nó ra được là 2x cộng 1 đúng không? Nhân cho x cộng 1 trừ ở đây cho thằng này đạo hàm thì bằng đây bằng 1, đây bằng 0 thì thằng này sẽ bằng x bình cộng x cộng 4 trên cho x cộng 1 bình phương. Thầy nói rồi, liên quan toán 11 rất là nhiều. Đạo hàm đây mà không biết, không làm ra thôi chứ vứt hết cho đâu làm gì được. Như vậy đây người ta nhân đa thức với đa thức. Như vậy người ta lấy 2x nhân x trở thành là 2x bình phương, 2x nhân 1 trở thành là 2x, 1 nhân x trở thành là x, 1 nhân 1 là bằng 1. Ok. Các em thấy dấu trừ đằng trước này, dấu trừ đằng trước này phải đổi dấu đi. Trừ x bình trừ x trừ 4 đúng không? Trên cho x cộng 1 bình phương. Ok. Như vậy ra được 2x bình phương trừ x bình phương thì bằng x bình phương. 2x, x trừ x hết, nhưng mà nó còn ở đây là 2x. 1 trừ cho 4 là bằng âm 3 trên cho x cộng 1 bình phương. Ok. Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cho g phẩy x bằng 0. G phẩy x bằng 0 nghĩa là x bình phương cộng 2x trừ 3 trên cho x cộng 1 bình phương bằng 0 á. Khi này thằng này bằng 0 thì lấy mẫu này nhân lên đây thì bên đây nó vẫn số 0 thì mất cái mẫu ở đây. Nó còn được là x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Thì này người ta suy ra ở đây được hai cái nghiệm. Cái này nhẩm được nghĩa là nghiệm x bằng 1 và nghiệm x bằng trừ 3 đúng không? Đúng chưa? À, thì bây giờ chúng ta sẽ tính các giá trị của nó này. Bây giờ f của 1 thì loại g1 sẽ bằng bao nhiêu này? G1 thì bây giờ chỗ nào có x chúng ta thế số 1 ở đây để chúng ta tính giá trị nó để chúng ta lập bảng biến thiên á. Em hiểu không? Thế chỗ đây 1 bình phương này cộng 1 cộng 4 trên 1 cộng 1 1 6 chia 2 bằng 3. G của âm 3. Thế chỗ đây âm 3 bình phương không nhẩm nổi thì bấm máy tính nhá. Âm 3 cộng 4 ở đây âm 3 cộng 1. Đúng không? Đây là 9 này. 9 đây là 10. 10 đây là 9 đúng không? Cộng 4 là 13 trừ 3 đây bằng 10. Đây âm 2 thì bằng ở đây là âm 5. Rồi. Chúng ta sẽ kỳ bảng biến thiên được rồi đó. Như vậy đây là x, ở đây là g phẩy x, ở đây là gx, ở đây là âm vô cùng này, ở đây là dương vô cùng đúng không? Bây giờ ở đây là 1 âm 3 với lại là cái thằng này nữa này. Chỗ này là không tồn tại thằng này này, âm 1 đúng không? Như vậy âm 3, âm 1, 1 thì âm 3 nó sẽ xếp trước này. Rồi tới âm 1 này, rồi tới 1 này, thằng này không xác định, không tồn tại thì chúng ta gạch hai cái gạch trả bá như này. Có được không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ xét dấu. Chúng ta sẽ xét dấu trước. Như vậy tại g phải x này hai thằng này bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta thấy nè, ở đây là dương nè, em thấy dương không? Ở đây x mũ 2 cộng 2x cộng 3 thì hệ số a chúng ta đây là 1 ở đây thì nó sẽ là dương. Thì ngoài cùng nè, ngoài cùng trong trái. Tuy nhiên nè, qua cái anh mà không xác định là không tồn tại hoặc là nghiệm kép thì dấu này không đổi dấu. Như vậy đây âm, chỗ đây dương hay âm nghe? Thầy đố em chỗ đây dương hay âm? Chỗ đây nó qua cái âm còn không xác định và không tồn tại thì nó sẽ là âm. Chứ chỗ đây mà chúng ta sẽ ghi là dương là sai.
nhớ qua nghiệm kép, rồi qua cái khoảng không xác định, cái điểm không xác định hoặc điểm không tồn tại thì nó sẽ không đổi dấu nha, không đổi dấu, chỉ có qua cái những cái điểm phân biệt, nghiệm phân biệt thì nó mới đổi dấu thôi. Như vậy đây dương rồi âm, rồi đây âm, tiếp tục thằng này là dương. Như vậy đây dương thì chúng ta sẽ lên nè, âm thì thằng này xuống nè, ở đây âm tiếp tục lại xuống này, và thằng này sẽ là lên này. Đó, như vậy ở đây xuống thì đây là âm vô cùng này. Ở đây x bằng âm 3, đang x bằng âm 3 thì g của âm 3 thì bằng âm 5, chỗ này là bằng âm 5 này. Đó, chỗ này xuống âm vô cùng này. Ở đây là dương vô cùng. Ở đây dương vô cùng, ở đây cũng là dương vô cùng. Và cái chỗ x bằng 1, g 1 thì bằng 3. Ở đây, ta điền đây là số 3. Như vậy cực đại là thằng này, x bằng âm 3 là sẽ đạt cực đại, giá trị cực đại nó bằng âm 5, x bằng 1 là điểm cực cực tiểu và giá trị cực tiểu nó sẽ là 3, hiểu không? Như vậy x cực đại sẽ bằng âm 3 và y cực đại sẽ bằng âm 5, x cực tiểu sẽ bằng 1 và y cực tiểu sẽ bằng là 3. Vậy thôi, bài này ta sẽ làm như vậy, rất là chi tiết luôn, từ tính đạo hàm cho tới thầy giải ra đi tìm các nghiệm, lập bảng biến thiên là quá chi tiết cho anh em, cơ cả đi tính các giá trị g của âm 1 và g, hay nói g của âm 3 và g của 1 luôn, là các em không cần phải hỏi ai chỗ nào cả, ta nhìn cái bài của thầy là chắc chắn ta đã hiểu rồi, đúng không? Các bước đó quá chi tiết luôn, được chưa? Rồi còn muốn chi tiết nữa thì đây các chữ này, được không em? Rồi quá hiểu không? Rồi ta đi sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo. Một phần lát cách của dãy núi có độ cao tính bằng mét được mô tả bởi hàm số y bằng hx, ở đây em x bằng 3 đó ha, ở đây là nó nằm ở trong cái đoạn là từ 0 tới 2000. Tìm tọa độ các đỉnh của lát cắt dãy núi trên cái đoạn này từ 0 cho tới 2000 tọa độ, được không? Như vậy chúng ta cũng làm theo các cái bước của nó thôi, đúng không? Rồi ok, bây giờ này bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ thấy là cái đây là một cái hàm mà đa thức thì tập xác định của nó là d sẽ bằng r, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tính y phẩy, ta đi tính y phẩy chúng ta lấy 3 nhân vô đây. Cái này dùng máy tính bấm đi. Hay nói cách khác là đây là 1, 3, 2, 4 số 0, 1, 2, 3, 4, chia cho 3 bằng 440.000. Như vậy ở đây nó ra được là âm 1 phần 440.000 x bình phương cộng đây 2 ha. Chúng ta lấy 3520 chia 2 1760 cộng đây là 9 phần 1760 x trừ 81 phần 44, đúng đạo hàm nó này. Bây giờ cho nó bằng 0, cho nó bằng 0, tại vì ở đây người ta vẽ đồ thị rồi, kệ nó, để đi tìm các tọa độ của nó này. X bình phương cộng 9 phần 1760 x trừ 81 phần 44 bằng 0. Dùng máy tính ta bấm ra để tìm ra được 2000 của nó. Ta bấm menu 922 đúng không? Ta bấm phân số, ở đây là âm 1 phần
4, 1, 2, 3, 4 nè. Rồi 9 phần 1, 7, 6, 0 nè, trừ 81 phần 44. Đây, chà chà, chẳng luôn mới ghê. Thấy chưa? Như vậy một nghiệm của chúng ta ở đây sẽ bằng là, đây anh em, x1 là 1800 và x2 là 450. Đó, em hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta tính là cái giá trị ra, y của 1450 bằng bao nhiêu tính ra, và y của 1800 chúng ta tính ra, chúng ta thế vào chỗ nào? Ta thế chỗ đây nè. Ví dụ 450 chúng ta thế chỗ đây. X á, thế 450 chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây. Chúng ta tính ra. Thì khi chúng ta tính ra 450 thì chúng ta tính ra y ở đây sẽ bằng là 736516 nha. Thầy tính sẵn em rồi. Còn thế 1800 thì sẽ bằng là 15315 trên cho 11. Được không? Sau đó chúng ta sẽ đi tính với hai giới hạn lim của x tiến tới, ở đây là từ 0 cho tới 2000, thì chúng ta sẽ tính x tiến tới 0 của cái hàm số y, nghĩa là lim của x tiến tới 0 của cái hàm số ban đầu này, tính thằng này này. Cái hiểu nào? Nếu như ở đây chúng ta thấy là, nếu mà y ở đây chúng ta ghi cái này ra thì thế số 0 thằng này 0, thằng này 0, thằng này 0 thì bằng ở đây là bằng, ở đây chúng ta nhìn thấy luôn là bằng 840 này. Và một cái giới hạn nữa là lim x tiến tới ở đây là 2000 của y. Thì chỗ nào có x chúng ta thế bởi 2000 vô. Ở đây thế 2000, ở đây thế 2000, đây thế 2000 vô. Thì chúng ta sẽ tính ra được ở đây là bằng 43720 phần 33. Sau đó chúng ta lập địa bảng biến thiên là ra. Hiểu không? Đó, chúng ta sẽ lập bảng biến thiên rất là đơn giản. Đây là x, ở đây là y phẩy, đây là y. Ở đây là 0, ở đây là 2000 đúng không? Ở đây là 450, ở đây là 1800, ở đây 0, ở đây nghiên kem nhìn dùm thầy, đây là âm này. Thấy hệ số A ở đây là âm không? Âm này. Hệ số A ở đây là âm thì ngoài cùng, ngoài cùng này, trong trái này. Đó, ngoài cùng, ngoài cùng trong trái này. À, như vậy thì khi đó cái thằng này là gì? Âm thì xuống đây này, dương thì lên, âm thì xuống. Nhưng mà không, ít x tiến tới 0 thì ở đây y sẽ tiến ở đây là 840 nè. Còn x tiến tới 2000 thì thằng này sẽ bằng là 43720 phần 33 nè. Còn giá trị của x bằng 450 thì y của 450 này là người ta ghi giá trị này vô chỗ đây là bằng 7365 phần 16 nè. Còn y của 1800 thì thằng này người ta ghi ở đây, ở đây là 15315 phần 11. Đây là cực gì? Đây là cực tiểu này, là cực tiểu này, còn đây chính là cực đại này. Hiểu chưa? Đấy, tọa độ đỉnh. Thằng này là x này, thằng này là x này, và thằng này là y này, thằng này là x này, thằng này là y này. Đó. Hiểu không? Nó ứng với đây nè. Thằng này là cực tiểu này, và thằng này là cực đại này. Hiểu chưa? Đó. Ok. Cái việc mà tính y của 450 và 1800 ta có thể làm ngồi nháp để đi tìm hai giá trị này ngồi nháp nha. Không cần phải làm vào trong bài cũng được. Thế vô tính thôi, dùng máy tính bấm bụp 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 là ra. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập. Chúc em học tốt. Bye bye. Cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng và đăng ký vào cái kênh của thầy. Chúc em học tốt. Các em nhớ chia sẻ bài giảng của thầy cho các bạn cùng học.
các em nhé, cùng tiến bộ. Và năm em năm cuối rồi, ta phải cố gắng hết sức thôi, không có thời gian để mà chơi bời gì nữa. Khi nào vào sinh viên đại học các kiểu tính sau nha. Đã bà các em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.